Với mục tiêu xây dựng mô hình thành phố an toàn giao thông, bảo vệ danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, duy trì đà kéo giảm tai nạn giao thông trong 5 năm liên tiếp, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở thành phố Vũng Tàu áp lực hơn hẳn các địa bàn khác trong tỉnh. Thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, Công an thành phố Vũng Tàu xác định thực hiện quyết liệt chuyên đề kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn. Thói quen lạm dụng bia rượu trong cuộc sống hàng ngày và phớt lờ quy định của luật pháp về việc nghiêm cấm người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông là trở ngại chính trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thay đổi nhận thức, chuyển biến hành vi của người tham gia giao thông xoay quanh vấn đề sử dụng bia rượu được thành phố Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông. Không nhiều chưa? Nhiều. Nhưng mà chị có chạy xe không? Có. Chạy xe thì chị ra bị bắt tấp rồi. Thì nãy giờ mới không dám ra đó chứ còn mà không bị bắt, không sợ bị bắt thì không ra không rồi. Sao không có gọi taxi, gọi xe ôm đi về. Rồi bây giờ cái xe bỏ ai chạy? Gửi lại. Gửi ai giữ? 3-4 xe bây giờ đi ra một lượt là 3-4 xe đó. Cho thì về một lượt, còn không cho ở nhậu tới sáng á. Vậy thôi tôi đứng đây tới sáng luôn cho bà. Ừ. Thiệt luôn á, hứa. Mấy bà giờ mấy chị về đi tai nạn ai chịu? Trời ơi, tối hù gì mà tai nạn gì còn gì nữa, bây giờ cho gì không? Tối này mới về tai nạn á. Bây giờ có cho gì không? Cho về nhưng mà với điều kiện là không chạy xe. Rồi đi bản gì vậy? Thiếu gì phương tiện? Dạ, tới mấy giờ rồi? Làm tới 6 giờ sáng mới nghỉ. Rồi bây giờ tôi đợi tới 6 giờ sáng, bữa nay tôi thử bữa tôi uống tới 6 giờ sáng bữa coi nè. Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có số liệu xử phạt vi phạm nồng độ cồn khá cao so với các địa bàn khác trong tỉnh, với 3.218 trường hợp trong 8 tháng năm 2024. Thông qua các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn được triển khai hàng ngày, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng cao. Điều này tác động tích cực đến tình hình trật tự an toàn giao thông, các tiêu chí tai nạn giao thông giảm sâu. Thống kê số liệu tai nạn giao thông của Ban An toàn Giao thông tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Vũng Tàu là một trong ba địa phương đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí. Bia rượu trong rất nhiều trường hợp được xem là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Do vậy, để nhanh chóng chấn chỉnh ý thức của người tham gia giao thông, xử phạt cần phải được tiến hành đồng bộ với tuyên truyền. Tăng cường công tác xử phạt để người dân chấp hành ý thức giao thông, đây là vấn đề then chốt và quan trọng. Trong những nội dung này, thì tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một nội dung mà thành phố chỉ đạo đặc biệt nhất. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đó là chủ trương nhất quán được chỉ đạo từ Bộ Công an, thể hiện sự quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Nỗ lực và quyết tâm lan tỏa văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đối mặt với nhiều áp lực từ phía những người vi phạm. Thực hiện chuyên đề kiểm tra vi phạm nồng độ cồn không chỉ đơn giản là kiểm tra xử phạt, mà chính là dịp để tuyên truyền cho người dân những quy định xung quanh vấn đề bia rượu. Bây giờ tôi yêu cầu anh ký, anh có ký không? Nếu anh không ký thì lý do tại sao anh không ký? Tại vì nó buồn á, rồi có chiếc xe giờ đi làm là ba đứa cháu nó chết luôn. Mình vi phạm nồng độ cồn thì buộc mình phải ý thức đó. Tôi nói anh nè, anh có con nhỏ ở nhà, anh có con nhỏ thì anh phải ý thức về cái việc đó. Anh uống không phải là ít, 1.0 mấy là nó gấp 3 lần so với mức kịch khung có 0.4 à. Các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn được lực lượng công an thành phố Vũng Tàu liên tục tăng cường. Nếu như hồ sơ xử phạt năm 2022 chỉ có 194 trường hợp, năm 2023 tăng lên 1.730 trường hợp, thì chỉ trong 8 tháng của năm 2024 đã tăng đến 3.218 trường hợp, chiếm 44.7% tổng số các trường hợp vi phạm luật giao thông nói chung trên địa bàn thành phố. Luật phòng chống tác hại của bia rượu thông qua các chuyên đề kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn đã được lan tỏa trong cộng đồng một cách rất trực quan, cụ thể. Ý thức đại đa số người tham gia giao thông được nâng cao. Nhiều năm về trước em đã từng có nồng độ cồn, vẫn chạy xe máy dạng vậy đó. Thì mình nhìn lại những người có nồng độ cồn chạy và gây tai nạn vậy rất là ngại. Em có con nhỏ nên
em thấy cái đó nó quan trọng, phải tuân thủ cái đó nữa, bảo vệ tính mạng. Nếu mà em có uống thì em sẽ ở nhà luôn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có không ít những cá nhân cố tình cản trở công tác xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Nhiều người tin rằng mình đang giúp đỡ cho cộng đồng bằng cách báo vị trí của lực lượng chức năng thông qua mạng xã hội. Với cách đối phó này, lực lượng cảnh sát giao thông có thêm một phần việc xác định các tài khoản báo chốt mời làm việc. Hiện nay thì lực lượng công an thành phố Vũng Tàu thì phát hiện khá nhiều trường hợp mà báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu trên các trang mạng xã hội như Facebook và Zalo. Thì qua nắm bắt tình hình trên các cái không gian mạng thì công an thành phố Vũng Tàu đã tiến hành mời là lên làm việc và xử phạt các cái trường hợp mà báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an thành phố Vũng Tàu. Thì công an thành phố Vũng Tàu thì xử lý rất quyết quyết và nghiêm khắc những cái trường hợp mà báo chốt kiểm tra nồng độ cồn trên không gian mạng. Sự nỗ lực này của thành phố Vũng Tàu được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đánh giá cao. Thành phố Vũng Tàu thì cũng có những cái chỉ đạo hết sức quyết liệt về cái việc là không đánh đổi cái phát triển kinh tế với cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái vi phạm về nồng độ cồn, để tạo cái sự an toàn cho mỗi người khi mà tham gia giao thông trên đường. Sự nỗ lực của lực lượng chức năng là cần thiết, song chưa đủ. Để luật phòng chống tác hại của bia rượu thực sự đi vào đời sống, cần sự đồng thuận chung tay của người dân. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động đến toàn bộ đảng viên, cán bộ công chức và người lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, cũng như là tổ chức ký cam kết với tất cả các cái nhà hàng, quán nhậu để thực hiện cùng chung tay thực hiện với thành phố trong cái việc xây dựng thành phố Vũng Tàu, thành phố an toàn giao thông. Hiệu quả từ sự vào cuộc quyết liệt này thể hiện rõ trong báo cáo tai nạn giao thông. 8 tháng năm 2024, toàn địa bàn thành phố xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, làm bị thương 47 người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 18 vụ, giảm 5 người chết, giảm 3 người bị thương. Xét trong bối cảnh thành phố Vũng Tàu mỗi năm tăng khoảng 4.000 ô tô và khoảng 15.000 mô tô, xe máy, thì đây thực sự là một con số hết sức ý nghĩa, là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% số người chết do tai nạn giao thông, thực hiện mô hình xây dựng thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông như bộ tiêu chí của công an tỉnh đề ra. Thực hiện chương trình chung của quốc gia, mỗi tỉnh thành chọn một đơn vị cấp huyện để xây dựng mô hình an toàn giao thông. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn thành phố Vũng Tàu là đơn vị an toàn giao thông, xây dựng mô hình thí điểm, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Chính vì vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở thành phố Vũng Tàu không chỉ là nhiệm vụ của riêng thành phố Vũng Tàu mà là nhiệm vụ của toàn tỉnh. Quá trình tăng cường thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, trong đó có việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, thành phố Vũng Tàu nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ công an tỉnh. Theo chỉ đạo của công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương bạn và cả lực lượng cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí các tổ công tác về tăng cường cho thành phố Vũng Tàu một số buổi tùy theo tình hình thực tế của địa phương, thực hiện từ tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì phòng cảnh sát giao thông tập trung lực lượng cảnh sát giao thông của công an các địa phương về xử lý hành vi vi phạm chuyên đề cồn tại địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trong thời gian vừa qua, địa bàn là thành phố Vũng Tàu tương đối phức tạp. Đây là cũng đang mô hình qua công tác thực tế và thấy có hiệu quả và tiếp tục triển khai thực hiện không những địa bàn thành phố Vũng Tàu và đặc biệt các địa bàn khác. Địa bàn thành phố Vũng Tàu thì nhận thấy là lưu lượng xe ở đây rất là đông, đông hơn so với bên huyện Long Điền. Thì hôm nay đội cảnh sát giao thông công an huyện Long Điền có phối hợp với công an thành phố Vũng Tàu về tuần tra xử lý về chuyên đề nồng độ cồn, vừa kiểm tra tại chốt và vừa kiểm tra lưu động. Theo thống kê, trung bình mỗi chuyên đề huy động tổng lực như thế này kiểm tra và xử phạt từ 150 đến 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sự quyết liệt này cho thấy quyết tâm cao của không chỉ thành phố Vũng Tàu mà còn là của tỉnh trong việc cùng chung tay xây dựng mô hình thành phố an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu vì một cuộc sống an toàn, văn minh.